lưỡi không xương thì nhiều đường lắt léo. Bạn có thể uốn lưỡi thành bông hoa, xoay ngược lưỡi 180 độ, hay là biến hóa nó trở thành bất cứ thứ gì bạn muốn. Nếu bạn nằm trong 75% dân số thế giới sở hữu năng khiếu kỳ diệu này, một số người thì có thể gấp lưỡi mình thành những hình dáng khác nhau, trông rất là ấn tượng mà không phải ai cũng làm được. Và những người mà không được trời phú cho tài năng này, nếu cố gắng quá độ, có thể sẽ khiến lưỡi bị chuột rút. Đặc biệt là cho đến nay, khoa học vẫn chưa có lời giải đáp nào cho việc gấp lưỡi thần kỳ như thế này. Tất cả đều cần phải có sự kiểm soát cơ bắp và khéo léo tuyệt đối. Một số người thì cho rằng chúng là đặc điểm di truyền, và điều này thì vẫn đang được tranh luận rất là nhiều. Nhưng di truyền cũng không hẳn là yếu tố duy nhất, vì một số nghiên cứu cho thấy có những đứa trẻ có thể điều khiển lưỡi của chúng được sinh ra từ cha mẹ không thể làm được điều này. Mười một, đàn ông tự liếm dương vật. Tự liếm dương vật là hành động đáng hổ thẹn của một người đàn ông thực hiện tình dục bằng miệng của chính mình. Đó là điều mà nhiều người đàn ông đã suy ngẫm kể từ lần đầu tiên họ nhìn thấy một con chó tự liếm cái ấy. Và những kẻ xấu bụng, đa nghi thì sẽ nói đó lý do thực sự khiến đàn ông tập luyện yoga để có thể uốn éo, gập mình tự xử. Theo nhà nghiên cứu tình dục Alfred Kinsey thì chỉ có khoảng 2-3 người trong số hàng nghìn người đàn ông có đủ sự linh hoạt để thực hiện được hành động này. Những người khác cố tập theo nhưng sẽ dễ bị đau lưng và không thành công. Nghe đã thấy bệnh hoạn vãi đi rồi, đúng không nào? Mười, ngọ nguậy tai. Đôi tai là bộ phận cơ thể mà ta không dễ gì điều khiển được. Các cơ tai có trung tâm dây thần kinh riêng ở trong cuống não, và vùng này ở con người cực kỳ nhỏ so với ở chó và mèo, nên ta chỉ có thể ghen tị nhìn chúng ve vẩy tai mà thôi. Hầu như là rất hiếm người có thể làm được động tác này, và nếu làm được thì họ phải kết hợp với hành động nhướng chân mày. Chính vì thế, đây không phải là thứ mà bạn thích thì sẽ làm được ngay lập tức. Nhưng anh em cũng đừng vội tuyệt vọng nhé. Nếu chăm chỉ tập luyện, bạn có cơ hội trở thành một trong số những người cực hiếm làm được điều này trên thế giới. Ví dụ như là tể tướng Lưu Gù chẳng hạn. Chín, ngọ nguậy mũi. Bạn đã từng thấy các em thỏ xinh xắn ngọ nguậy chiếc mũi hồng của chúng hay chưa? Trông đáng yêu không thể nào mà tả nổi. Con người chúng ta thì khó lòng làm được như vậy. Xưa nay thì chỉ có một người nổi tiếng với trò này là nữ diễn viên Elizabeth, đóng vai Samantha Stephen trong phim Bewitched mà thôi. Tám, hành động tự liếm mũi hoặc cằm. Chắc chắn là bạn đã từng ít nhất một lần trong đời thử thè lưỡi chạm mũi hoặc là chạm vào cằm, đúng không nào? Trên thực tế chỉ có khoảng 10% dân số thế giới làm được điều này mà thôi. Lý do là vì trời đã ban cho họ một chiếc lưỡi dài hơn bình thường mà họ không biết dùng nó vào việc gì trong những lúc rảnh rỗi. Trong một số trường hợp, việc thè lưỡi chạm vào mũi là dấu hiệu hội chứng rối loạn mô liên kết, hay còn được gọi là biểu hiện Golin trong y học. Nhưng dù y học có xem nó là gì đi nữa thì những người có thể làm được điều này đều rất là đáng được ngưỡng mộ. 7. Liếm cùi trỏ. Lưỡi và cùi trỏ của bạn là đôi tình nhân, có duyên nhưng không phận, luôn khao khát được bên nhau, nhưng mãi mãi không đến được với nhau. Nguyên nhân là vì bị bố mẹ hai bên làm miệng và cánh tay ngăn cản. Cách duy nhất để tác hợp cho đôi trẻ này chính là bạn phải có một cánh tay ngắn và chiếc lưỡi dài khó tin, hoặc là cả hai điều này cùng xảy ra. Nếu không, bạn sẽ không thể nào mà liếm được cùi trỏ của chính mình. Chỉ một vài người siêu dẻo dai mới làm được mà thôi. Bạn cũng có thể thử, nhưng đừng thử ở chốn đông người đấy nhá, vì trông rất là dị hợm và mất hình tượng. Bật mí một bí mật là ta cạo có khả năng đặc biệt này. Hồi còn đi học, thậm chí có đứa thách mình liếm được cùi trỏ, nó sẽ cho 200.000. Và thật sự là điều này thì quá dễ dàng đi mà. 6 thì đó chính là hành động cho cả nắm đấm vào miệng.
bạn vẫn nghĩ là mình có thể cho cả nắm tay vào miệng đúng không nào? Nhưng trong thực tế, người ta chỉ có thể cho vào miệng một nửa hoặc là một phần tư bàn tay mà thôi. Vì để làm được như vậy, họ phải sử dụng một cái miệng thật rộng và một bàn tay thật nhỏ, giống như là con khủng long T-Rex vậy. Hầu như rất là hiếm người có thể làm được điều này. Còn những ai làm được thì đều bị cho là kỳ quặc, vì người bình thường thì không ai lại tự đi hành hạ mình như thế. Ấy là chưa kể nếu cho vào được mà lại không rút ra được thì đúng là nhục xịt xịt lít bảy màu mà. I don't know if that's all the way. I guess it's up to the knuckles. 5. Tự cù lét. Ai cũng có những điểm nhạy cảm, dễ bị nhột nhất trên cơ thể mà người thân hay bạn bè đều nhắm vào mỗi khi muốn trêu chọc. Và bị cù lét chính là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với nhiều người. Đó là lúc chúng ta để lộ ra điểm yếu một cách không thể kiểm soát, khiến chúng ta bật cười, quằn quại và dãy giụa. Tuy bị người khác cù là như vậy, nhưng nếu ta tự cù chính mình thì cơ thể sẽ không có bất kỳ phản ứng gì cả. Đó là do tiểu não phụ trách các cử động của cơ thể có thể dự đoán được những cảm giác mà bạn tự gây ra cho mình. Vì vậy mà não bạn sẽ không phát tín hiệu nhột nếu bạn tự cù chính bản thân mình. Bốn, vừa hát hơi vừa mở mắt. Anh em hãy nhớ lại cảm giác điên rồ khi chúng ta chuẩn bị hát hơi. Nó giống như một khẩu pháo nhỏ bắn ra từ mũi của bạn, chuẩn bị xóa sạch mọi thứ trên đường đi và dường như luôn xuất hiện khi bạn ở một nơi nào đó yên tĩnh hoặc đông đúc, như là thư viện hoặc là toa tàu đông người chẳng hạn. Lúc đó thì có khi là hơi ngượng một chút, đúng không nào? Thế nhưng bạn có giờ nhận thấy rằng phần lớn con người hát hơi với đôi mắt nhắm nghiền. Hãy thử nói nhá, gần như chúng ta không thể nào phóng ra một đống nước mũi với đôi mắt mở to. Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể do trung tâm hát hơi ống não điều khiển, mà theo hầu hết các chuyên gia là nhằm bảo vệ mắt khỏi bị vi khuẩn xâm nhập. Bên cạnh đó cũng có một giả thuyết phổ biến khác được giang hồ đồn đại là để tránh cho trong mắt của chúng ta văng ra ngoài. Trong trường hợp bạn có khả năng phi thường này đi chăng nữa thì cũng đừng làm nhé. Từng có một sự việc xảy ra vào năm 1882 và đã trở thành hiện tượng được gọi là chật mắt. Nếu không muốn bị lé hay là đi luôn con người thì đừng đú theo trò này nhá. Ở vị trí thứ 3 thì đó chính là hành động xin nước bọt. Xin nước bọt hay còn gọi là glicking, đây là hành động bắn ra một tia nước bọt từ tuyến nước bọt bên dưới hàm dưới sau khi ném nó lại bằng lưỡi, giống như việc làm một lạc đà mỗi khi nó tức giận vậy. Kỹ năng này thì rất là khó thực hiện và phải luyện tập rất là nhiều, chỉ có một số ít người mới làm được mà thôi. Nhưng đôi khi bạn vẫn vô tình xin nước bọt theo cách thức tương tự khi đang ngáp hoặc đang được nha sĩ kiểm tra răng miệng. Nhưng mà để có thể tự chủ được hành động này thì bạn phải là một cao thủ trong cao thủ. Hai, nhướng một bên chân mày. Việc nhướng hai bên lông mày đã là chuyện bình thường ở huyện, nhưng nhướng được một bên lông mày mà không di chuyển bên kia lại là chuyện hiếm có khó tìm. Nhiều người thì tự tin lên bố mình có thể làm được điều không tưởng này, nhưng trên thực tế chỉ có rất ít người thực sự có thể nhướng một bên lông mày trong khi bên kia không hề nhúc nhích mà thôi. Nếu bạn có thể điều khiển được một số cơ bắp và dây thần kinh trên mặt, bạn sẽ có thể cử động được một bên chân mày mà không làm bên kia cong theo. Và vị trí đầu tiên trong danh sách chúng ta hôm nay đó chính là hành động ăn một muỗng bột quế. Cái này thì không được gọi là năng khiếu nữa mà là liều thì đúng hơn. Bột quế là một loại bột được nghiền từ vỏ cây quế, dùng để làm gia vị thì rất là thơm ngon, nhưng bạn không thể ăn trực tiếp được nó vì nó không hề tan trong nước. Nếu cố liều, cổ họng của bạn sẽ bị bỏng cháy và bạn sẽ bị sặc, hò dữ dội suốt từ nhà cho đến bệnh viện. Có vô số video trên mạng về những người đang cố gắng chinh phục thử thách ăn bột quế. Những người đó nếu không được cấp cứu kịp thời, có thể phần nhiều giờ đã chết. Vì vậy, trừ khi bạn thuộc nhóm thiểu số, có thể nuốt bột quế một cách an toàn. Còn không, đừng nên ăn bột quế dù vì bất cứ lý do nào.